nha. Hôm nay thì bên shop đồ coffee mắt bên em lại mới về thêm một cái phụ kiện dành để cho anh em nào mà mình đi câu để tránh nắng á, đó là một chiếc mũ của Daiwa, thương hiệu Daiwa. Xoay xoay có in logo của thương hiệu Daiwa luôn nha. Cái phần ngay chỗ cái chất liệu của cái nón này thì được làm bằng kaki, phải kaki chống thấm nước nhẹ. Ở cái phần này á có logo thương hiệu Daiwa thì cái phần này là được thêu nha, được thêu nha anh em mình. Còn phía bên hông này á thì in nét lên. Còn đây là cái phần ở bên trong của cái nón nha anh em mình. Nó có một cái lớp vơ vẹt, một cái vải mà kiểu như là vải thấm hút mồ hôi nhanh hơn so với cô tông á. Ở đây nè, rất là mềm. Chỗ này thì anh em nào mà mình đổ mồ hôi ngay trán nhiều á thì cái này nó thấm hút mồ hôi rất là nhanh. Ở trong này là thêu của cái phần thương hiệu Daiwa đó anh em. Ở đây thì có một cái tag của Daiwa thôi. Phía bên hông của cái nón nha, đường chỉ may á, anh em có thể thấy em làm rất là chắc chắn luôn, rất là đều, tỉ mỉ đến từng chi tiết luôn á. Về phía này á thì mình cái này là cái thu rộng, độ rộng hoặc là độ chật của cái nón đó, thì mình có thể điều chỉnh sao cho phù hợp, rất là chắc chắn. Đây. Hiện tại thì shop đồ câu phim mắt bên em về 4 màu, là cái này là màu đen. Ở đây thì có màu xanh, màu trắng và màu đỏ. Bây giờ em sẽ cho mẫu đeo thử lên từng cái á, để cho anh em mình ngắm thử nha. Anh em cần thử nào mà mình quan tâm về sản phẩm này thì có thể để lại comment ở phía bên dưới, hoặc là bên em cũng đã gắn link sẵn mua hàng, anh em mình có thể vào click vào link đó để mua hàng cũng được nha. Hoặc là nếu mà cần hỗ trợ thì có thể gọi vào hotline, bên em cũng đã ghi ở dưới phần comment. Xin cảm ơn anh em cùng.